thể lệ hội thi thủ lĩnh sinh viên toàn quốc lần thứ nhất năm 2016. Hội thi thủ lĩnh sinh viên toàn quốc lần thứ nhất năm 2016 dành cho sinh viên xuất sắc, sinh viên đang giữ chức vụ từ chi hội trưởng hoặc tương đương trở lên, theo học tại các học viện, đại học, cao đẳng trong cả nước. Đăng ký dự thi, thí sinh đăng ký tại hội sinh viên các tỉnh, thành phố, hội sinh viên các trường trực thuộc Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam. Vòng loại cấp tỉnh, thành phố. Thời gian từ ngày 27 tháng 3 năm 2016 đến ngày 30 tháng 3 năm 2016. Hình thức thi, thi trắc nghiệm trên máy tính. Thí sinh trả lời 100 câu hỏi trắc nghiệm chính thức và 5 câu hỏi phụ. Mỗi câu trả lời đúng được 1 điểm, sai không có điểm. Tổng điểm tối đa là 100. Trường hợp trùng điểm ở các câu hỏi chính thức, thí sinh sẽ được lựa chọn xét trên số câu hỏi phụ trả lời đúng nhiều hơn. Kết thúc vòng thi kiến thức, cụm thi hội sinh viên cấp tỉnh, thành phố, cụm trực thuộc chọn 10 thí sinh có điểm cao nhất tham gia vòng thi chung kết cấp tỉnh. Chung kết cấp tỉnh, thành phố gồm 2 phần thi, thi viết và bảo vệ kế hoạch từ ngày 31 tháng 3 năm 2016 đến ngày 3 tháng 4 năm 2016. Thí sinh chuẩn bị kế hoạch, gửi bản kế hoạch về ban tổ chức hội thi cấp tỉnh trước ngày thi ít nhất 1 ngày. Thí sinh có tối đa 15 phút trình bày trước hội đồng ban giám khảo về kế hoạch đã chuẩn bị. Điểm cho phần thi này là 100 điểm, được đánh giá trên các tiêu chí: tính thiết thực, tính khả thi, tính sáng tạo, thể hiện văn bản, trình bày và trả lời câu hỏi. Thực hiện kế hoạch, thời gian tính từ sau phần thi trình bày kế hoạch đến ngày 10 tháng 4 năm 2016. Mỗi thí sinh cụ thể hóa kế hoạch tại địa phương, đơn vị mình. Ban giám khảo dự, đánh giá kết quả triển khai kế hoạch của các thí sinh. Điểm cho phần thi này là 100 điểm, được đánh giá trên các tiêu chí: phương pháp tổ chức thực hiện, hiệu quả hoạt động so với mục tiêu xác định, hiệu quả tác động đến người tham dự hoạt động. Số lượng thí sinh lựa chọn tham gia vòng chung kết toàn quốc: hội sinh viên thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, 2 thí sinh mỗi đơn vị; 24 hội sinh viên các tỉnh, thành phố, 1 thí sinh mỗi đơn vị; cụm hội sinh viên các trường trực thuộc Trung ương, 2 thí sinh. Tổng số thí sinh tham gia vòng chung kết toàn quốc là 30 thí sinh. Chung kết toàn quốc. Thời gian: ngày 22 và 23 tháng 4 năm 2016. Địa điểm: thành phố Hồ Chí Minh. Gồm 2 phần thi. Phần 1: chinh phục thử thách. 30 thí sinh tham gia hành trình dạng trò chơi lớn, thể hiện kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giải quyết tình huống cụ thể, kỹ năng tiếp cận, vận động sinh viên, người dân. Tổng điểm của phần thi này là 100 điểm. Phần 2: thi đối kháng sân khấu, gồm 4 phần thi. Phần 1: thủ lĩnh trí tuệ. 30 thí sinh trả lời 20 câu hỏi dạng hỏi đáp hoặc trắc nghiệm về kiến thức chung và những hiểu biết về công tác hội và phong trào sinh viên. Thời gian suy nghĩ và trả lời mỗi câu là 30 giây. Mỗi câu trả lời đúng được 5 điểm, trả lời sai không có điểm. Tổng điểm của phần thi này là 100 điểm. 10 thí sinh có tổng điểm phần thi chinh phục thử thách và phần thi thủ lĩnh trí tuệ cao nhất được tham gia phần thi tiếp theo. Trường hợp thí sinh trùng điểm sẽ phân định bằng câu hỏi phụ. Phần 2: thủ lĩnh tài năng. 10 thí sinh sẽ vận dụng các kỹ năng, kiến thức lần lượt xử lý các tình huống cụ thể trong công tác hội và phong trào sinh viên. Mỗi thí sinh xử lý tình huống được thể hiện dưới dạng sân khấu hóa. Thời gian để xử lý tình huống cho mỗi thí sinh tối đa là 5 phút. Điểm cho phần thi này là 100 điểm. 5 thí sinh có tổng điểm cao nhất sẽ tham gia phần thi tiếp theo. Phần 3: thủ lĩnh sáng tạo. 5 thí sinh tham dự, mỗi thí sinh trình bày một ý tưởng, dự án về công tác hội và phong trào sinh viên sẽ triển khai tại đơn vị mình công tác. Thời gian trình bày cho mỗi thí sinh tối đa là 3 phút, điểm cho phần thi này là 100 điểm. 3 thí sinh có điểm cao nhất sẽ tham gia phần thi tiếp theo, trường hợp thí sinh bằng điểm nhau sẽ phân định bằng câu hỏi phụ. Phần 4: thủ lĩnh tỏa sáng. 3 thí sinh tham dự, thi đấu theo cặp xoay vòng, tổng cộng có 3 lượt thi. Mỗi thí sinh có một lần nhận diện phong trào qua những thông tin được cung cấp. Thí sinh trình bày suy nghĩ của mình về phong trào đã nhận diện. Thí sinh còn lại của cặp thi đấu đóng vai trò phản biện, tranh luận. Thời gian tối đa để trình bày suy nghĩ của mình về phong trào được nhận diện là 3 phút. Thời gian phản biện, tranh luận là 1 phút. Điểm cho phần thi này là 100 điểm. Trong đó, nhận diện đúng phong trào 10 điểm. Phân tích trình bày suy nghĩ về phong trào 70 điểm. Phần phản biện, tranh luận 20 điểm.
Trong trường hợp thí sinh trong đợt nhận diện sai phong trào, ban tổ chức sẽ mời thí sinh còn lại nhận diện. Nếu nhận diện đúng, điểm nhận diện phong trào sẽ thuộc về thí sinh đó. Nếu cả hai thí sinh trong cặp thi đấu đều không nhận diện đúng phong trào, ban tổ chức sẽ cung cấp đáp án chính xác. Thí sinh tiếp tục phần thi trình bày suy nghĩ và phản biện. Thí sinh có điểm cao nhất là người chiến thắng. Giải thưởng vòng thi chung kết cá nhân toàn quốc. Một giải nhất 15 triệu đồng, một giải nhì 10 triệu đồng, một giải ba 5 triệu đồng, hai giải khuyến khích mỗi giải 2 triệu đồng. Cùng với các giải thưởng bằng tiền mặt, mỗi thí sinh đạt giải nhận được thêm bằng khen của Ban chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam. Ngoài ra, các thí sinh tham gia vòng chung kết đều được nhận giấy chứng nhận tham gia thủ lĩnh sinh viên. Giải thưởng vòng chung kết tập thể. Tập thể nơi thí sinh đạt giải nhất hội thi đang công tác sẽ được trao tặng 20 triệu đồng để thực hiện dự án, hoạt động do thí sinh trình bày trong phần thi thủ lĩnh sáng tạo. Chi tiết liên hệ Ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn, phòng 208 số 64 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội, số điện thoại 04 6263 1852.